quý vị, để thanh niên có cơ hội tìm được việc làm, công tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật hướng nghiệp cho thanh niên cần được chú trọng đẩy mạnh. Bên cạnh đó, những chính sách ưu tiên tạo động lực thanh niên khởi nghiệp là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp cho thanh niên hiện nay. Để định hướng nghề nghiệp và tạo việc làm cho thanh niên, những năm qua, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên trong toàn tỉnh. Qua những phiên tư vấn hướng nghiệp, đã có nhiều sinh viên tìm được công việc phù hợp với ngành nghề mà các em được đào tạo. Trung tâm giới thiệu việc làm qua nhờ trung tâm thì chúng em biết thêm một số thông tin về giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra thì còn thêm những thông tin giới thiệu việc làm qua việc xuất khẩu lao động, cách làm hồ sơ xin việc như thế nào chính xác. Trường cũng có hợp tác với một số doanh nghiệp để tới tuyển dụng thi học sinh sau khi ra trường. Em hy vọng là sẽ có một việc làm nào đó cho khi mình vừa mới ra trường. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Lâm Đồng còn tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp. Hỗ trợ thanh niên thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn, cũng như tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên, các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về công tác giải quyết việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động để thanh niên biết và chọn lựa ngành nghề phù hợp. Gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 625 về việc phát động góp vốn để thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhằm giúp thanh niên, sinh viên và người nghèo có đề tài sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp. Trong thời gian tới thì tỉnh đoàn cũng tiếp tục quan tâm đến các cái vấn đề khởi nghiệp cho thanh niên để cùng với xã hội chăm lo giải quyết về việc làm cho thanh niên, hay là chúng tôi tổ chức các cái chương trình mà hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, kết nối với các cái chuyên gia hay là các cái công ty để họ tư vấn về kỹ năng khởi nghiệp, về kiến thức khởi nghiệp. Chúng tôi cũng đã hoàn thành cái đề án về quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đang đề xuất để Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và thông qua. Đối với đề án này thì Ủy ban tỉnh nếu mà phê duyệt thì sẽ hỗ trợ những cái khoản kinh phí để giải quyết riêng cho thanh niên, riêng đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên, những bạn mà họ có các cái dự án khởi nghiệp mà khả thi thì sẽ được hỗ trợ thông qua ngân hàng chính sách với lại tỉnh đoàn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được chất xám, thay vì các em là bỏ một cái quỹ thời gian khoảng 4 năm để học đại học, ra trường thì không dùng cái bằng đó vào đâu, thì chính những cái kiến thức mà các em học ở đại học cùng với lại cái truyền thống về ứng dụng công nghệ cao của Lâm Đồng cùng với cái sự hỗ trợ về nguồn ngân sách thì các bạn đoàn viên thanh niên sẽ có một cái môi trường để chúng ta kinh doanh ngay tại địa phương. Trước tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học ngày một gia tăng, đã dần thay đổi quan niệm của học sinh và phụ huynh xung quanh vấn đề nghề nghiệp và việc làm. Một trong những tín hiệu khả quan của trường Cao đẳng nghề Đà Lạt, trong năm học 2016-2017, nhà trường đã tuyển sinh được trên 800 sinh viên theo học. Đây là một trong những con số cao nhất từ trước đến nay. Qua tìm hiểu một số bạn bè thì em thấy ngành này có thể phù hợp với mình. Và khi em theo học ở trường này thì em cảm thấy rất là phù hợp. Cái chương trình học cũng tốt, chủ yếu là thực hành, tới 70% thực hành và 30% lý thuyết. Sau khi học ở đây xong thì em cũng mong muốn là em sẽ tìm được một công việc trong một nhà hàng gì đấy. Tại như theo chuẩn của trường em á, thì sau khi đào tạo ở trường em xong thì tụi em sẽ được làm trong khách sạn từ 3 sao trở lên. Theo xu hướng hiện nay thì tôi thấy là các học sinh đã có những cái nhận thức khác so với trước đây. Các em đã nhận thức được là học nghề là ra trường sẽ dễ xin việc làm, cho nên là các em đăng ký tham gia học nghề nhiều. Hiện nay thì trường liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, cho nên là khi các em ra trường là các em tham gia ngay vào thị trường lao động. Đặc biệt là các doanh nghiệp là trong quá trình giảng dạy và trong quá trình các em luyện tập là các doanh nghiệp là đăng ký nhận học sinh, sinh viên trước khi các em ra trường. Có nghĩa là sau khi các em tốt nghiệp xong là doanh nghiệp nhận ngay vào làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nông nghiệp.
Song song việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về cách lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường lao động, thì công tác định hướng giáo dục tiếp cận nghề nghiệp cho học sinh sẽ góp phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay. Từ sự định hướng nghề nghiệp đúng đắn, giúp cho thế hệ trẻ, giúp họ đánh giá, lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, với chính sách quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Lâm Đồng hướng đến đoàn viên thanh niên khởi nghiệp là đòn bẩy để thanh niên lập thân, lập nghiệp, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. Sữa organic do Vinamilk đầu tư đã đảm bảo cho nguồn nguyên liệu tươi ngon thuần khiết, bên cạnh điều kiện thiên nhiên lý tưởng là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đồng thời đảm bảo thân thiện và bảo vệ môi trường. Tất cả các quy trình chăm sóc đàn bò và sản xuất sữa nguyên liệu đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt.